Sáng tạo Vlog xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em bạn bè xa gần nhá, cũng như những người yêu thích hoa và cây cảnh đấy, như nọ mình giới thiệu ấy. Thì thực ra nói là đây là một cái đào mà mình tuốt cho ra hoa đúng dịp ấy. Thì thực ra nói là cái cây đào này mình tuốt là ngày 20 tháng 11 âm lịch các bạn nhé. Đây, đến giờ này chơi Tết vẫn chưa hết này, hôm nay là mùng 9 rồi, mùng 8, mùng 9 rồi mà vẫn hoa thoải mái đấy các bạn này. Đấy, nhìn nhá. Đấy, hoa từ chân lên đầu luôn, từ gốc lên ngọn mà chỗ nào cũng hoa đấy. Để còn nếu mà bạn nào mà lệ thuộc vào thời tiết ấy, có thể là không biết điều chỉnh về nhiệt độ của gốc, ấm độ ấm cho cây ấy, thứ hai không biết kích hoa ấy, thì thực ra các bạn là nên mình mách cho một cái cách để làm sao mà nó có cái tiện lợi nhất ấy, cho cái việc là có thể là ra trước hay ra sau ấy, mà nó không bị muộn hoặc là không bị quá cái thời gian Tết ấy. Thì các bạn nên tuốt cho mình là làm 3 đợt thì là đẹp nhất. Các bạn tuốt 3 đợt thì cái cây hoa nó ra, cái thời gian ra hoa rất dài và nó lâu. Đấy, như cây này của mình là mình tuốt 2 đợt, nên cái đợt trước thì nó ra nó vẫn còn kia, nó đang héo héo hoa đây. Nhưng mà đợt này mình tuốt thêm ấy, tuốt thêm thì nó sẽ ra những hoa mới này. Và cái cây này mình kích cho nó rất là nhiều nụ, ra rất nhiều nụ nên trở thành nó chơi nó rất dài các bạn ạ. Đấy, thứ nhất các bạn kích vào cái lần cuối cùng nhá, thì các bạn phải kích vào cái dịp là 20 tháng 11 âm lịch nhá, là lần xê dịch lần thứ hai ấy, là kích vào ngày khoảng cỡ mồng 10 tháng 11 âm lịch. Và lần đầu tiên ấy, nếu mà bạn tuốt lá thì bạn tuốt vào ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch. Đấy, trong cái tháng 11 đấy thì bạn tuốt là 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày, thì đương nhiên là không bao giờ sợ hoa muộn hay hoa xấu hoặc là hoa nó quá thời điểm với các bạn nhé. Đấy, mà thời tiết năm nay nó ấm này ấy. Nếu các bạn xem thời tiết mà người ta dự báo trước được ấy, mà thời tiết nó ấm ở nhiệt độ bình thường vừa phải mà nó không bị mưa gió, không bị rét ấy, thì các bạn cứ tuốt vào ngày 20 tháng 11 âm lịch, thì chơi trong cái dịp Tết là từ khoảng cỡ 20 Tết cho đến mùng 10 Tết, đến kể cả hơn tí nữa vẫn còn rất nhiều hoa. Đấy, như nay mùng 9 mùng 10 đây hoa vẫn còn bạt ngàn luôn. Đấy, các bạn hết sức lưu ý là cái cách để làm sao cho cái bông cây hoa đào nó ra hoa và nở rộ và nó không bị mất mùa hoa nhá. Đấy, hoặc là có thể ra chơi Tết xong nó mới nở, hoặc là nở trước Tết, thì cái này thì chúng ta nên hạn chế. Còn về một cái khía cạnh khác nữa là cây hoa ly ấy, thì có rất nhiều người hỏi mình là làm sao để hoa ly chơi quanh năm ấy. Thì hôm nay là mùng 9 Tết rồi, hoa nhà mình nó vẫn đang còn rất nhiều hoa, nên là mình chưa 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 quay sang cái gốc của cây hoa ly. Thì các bạn hết sức lưu ý là thời tiết này các bạn cứ chơi cho nó tàn hết hoa đi. Tàn hoa xong các bạn không cho nó ăn nữa. Đấy, các bạn làm sao để tưới nước liên tục cho nó tràn, nó mất chất ở trong cái đất đấy đi, để nó thật cằn gốc lại. Khi các bạn cằn gốc rồi thì các bạn mới trồng tiếp để nó ra hoa quanh năm được. Còn nếu các bạn cứ cho bón phân vào thì các bạn không thể nào cho hoa ra quanh năm được nhá. Và các bạn phải nghe mình là các bạn làm sao để cho các bạn trồng thêm mấy cái cây cỏ chuông me hoặc cây gì đấy, nhưng mà sau này để dễ triệt ấy, để nó ăn hết cái chất ở trong cái chậu hoa mình đi. Ăn hết chất đi, xong bắt đầu ta chăm sóc lại thì là nó mới ra được một mới và ra quanh năm, thì nó mới ra được cái dịp nóng mùa hè này và nó ra được khắp cả một quanh năm nhá. Còn nếu các bạn mà làm ở góc độ là chăm sóc cẩn thận ngay từ đầu ấy, thì nó sẽ không ra mụt và nó sẽ bị thối củ nhá, hoặc là bị nhiều chất quá nó bị ảnh hưởng và chuyển sang nấm nhá. Thì các bạn hết sức lưu ý, đây là một cái cách mà để hôm nào đấy mình sẽ làm trực tiếp cho các bạn xem. Còn bây giờ đang nhiều hoa quá mình chưa bỏ được, mình chơi cái chậu hoa mình chơi phải hết tháng giêng cơ. Đấy, chơi từ Tết rồi đến bây giờ nó cứ nở, cứ cách nhau vài ngày nó ra cây một cây, thì đương nhiên là các bạn không bao giờ bị mất hoa Tết. Nên là chơi mình chơi từ 20 cho đến tận gần như hết tháng giêng mình mới hết hết hoa ly, mà hoa lúc nào tươi đẹp thì các bạn hết sức lưu ý. Đấy là một cái mẹo. Đấy, còn về cách để củ ấy, thì các bạn bây giờ là các bạn nhiều nhà đã hết hoa ly rồi, thì các bạn có thể là không để chơi quanh năm hoa ly mà các bạn sẽ để giống sang năm. Thì nó có cái cách rất đơn giản thôi, là các bạn cho cái dung dịch hoặc là cái thuốc gói chống nấm ấy, thì các bạn pha với nước sẵn đi, sau đó các bạn trộn vào cắm cưa và các bạn để lấy một bát ở đấy, để bạn khi các bạn vặt cái củ hoa ly ấy, các bạn ngâm vào và cho vào cái hộp và đóng cái cắm cưa lại và cho vào ngăn mát nhá, cho vào ngăn mát của tủ lạnh. Thì các bạn bảo quản là đến sang năm các bạn trước khi trồng các bạn cho ra khoảng 2 tháng 3 tháng là các bạn lúc ý là các bạn cho ra xong các bạn mới trồng nhá, thì lúc ý nó sẽ lên một mụt hoa rất là đẹp. Nên có các bạn là có thể là thích hoa đỏ, thích hoa vàng, thì các bạn không biết cách để giống ý, thì các bạn để bằng cách đấy thì là rất là đẹp nhé. Rồi, ok, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong một dịp mới và với những clip hướng dẫn và những video tuyệt vời hơn. Xin trân trọng cảm ơn.